Chào mừng các bạn quay trở lại với Thuyết Con Audio trong chuyên mục Vlog Thanh Nhạc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đến một cái chủ đề, đó là vị trí âm thanh trong thanh nhạc. Chắc chắn là một số bạn mà từng tham gia những cuộc thi lớn có tầm cỡ hoặc là những cuộc thi nội bộ nhưng mà có mời những người giám khảo có chuyên môn về thanh nhạc thì các bạn sẽ nghe cái cụm từ đó là vị trí âm thanh trong thanh nhạc. Tức là người ta có thể nói là em hát cái vị trí này nó không đúng, hoặc là nó không đúng với dòng nhạc này mà nó hợp với dòng nhạc kia. Đó. Vậy thì vị trí âm thanh là gì và nó ảnh hưởng đến dòng nhạc như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Trước hết thì vị trí âm thanh nó chính là cái nơi mà âm thanh giọng hát của chúng ta sẽ phát ra chính ở đó, thì nó sẽ là vị trí âm thanh ở đó. Ví dụ vị trí âm thanh ở cổ này, ở miệng này, ở khoang mũi này, hoặc là phía trên vầng trán này, thì nó là những nơi mà âm thanh sẽ phát ra chính. Tại sao gọi là phát ra chính? Tại vì chúng ta còn có những âm thanh phụ. Tại vì chúng ta có một cái cục hơi, đó là đi từ bụng này, lên ngực này, lên cổ, lên khoang miệng, rồi sau đó lên đến đỉnh đầu, thì nó là một cái cục hơi thông với nhau. Chính vì thế mà khi chúng ta hát hoặc là chúng ta nói thì vị trí âm thanh nó sẽ phát ra ở đâu đó chính. Còn những cái vị trí còn lại nó cũng đóng góp một phần nhưng mà ít hơn. Cho nên người ta vẫn gọi là vị trí âm thanh nó sẽ chính ở đâu đó, thì mình gọi là nó vị trí âm thanh ở đó. Ok. Vậy thì để nói lên sự khác nhau của vị trí âm thanh thì chúng ta sẽ lấy một cái nốt nào đó và chúng ta sẽ thử thay đổi vị trí âm thanh. Các bạn nghe thử nhé. La. Rồi ok. Coi như là chúng ta thử âm la đi. La. Thì bây giờ chúng ta đang nói la và la, thì nó gần như là một vị trí. Mặc dù một bên là có cao độ, một bên không cao độ, tức là ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ hát, tuy nhiên thì nó là một vị trí, đó là vị trí âm thanh tự nhiên. La. La. Thì chúng ta nói và hát nó là một vị trí. Rồi. Thì cũng là nốt đó, chúng ta thay đổi lên phía trên mũi này. Thay vì la, chúng ta sẽ hát la, la. Thì bắt đầu âm thanh nó lên đây. Một khi chúng ta thay lên một bậc nữa, la, la, thì âm thanh đang lên phía trên này. Cái âm thanh ở trên này, khi chúng ta hát cái nốt này thì rõ ràng là các bạn sẽ ít cảm giác được. Tại vì nó thường ở vị trí càng cao thì nốt càng cao thì chúng ta sẽ dần dễ dàng cảm nhận hơn. Còn khi mà các bạn ở cái nốt vừa này thì chúng ta sẽ có cảm giác ít. Tuy nhiên Thuyết Quang chỉ nói để các bạn hiểu là khi chúng ta thay đổi vị trí âm thanh thì cảm giác nghe của người nghe nó cũng thay đổi theo. Rồi bây giờ chúng là nốt đó chúng ta đưa xuống phía dưới nha các bạn. La, la. Đó, các bạn thấy không? Vẫn là nốt la, la. Thì nó vẫn là nốt đó, nhưng mà rõ ràng khi chúng ta thay đổi âm thanh xuống phía dưới thì các bạn nghe nó rất là khác. Đó, vậy thì vị trí âm thanh nó ảnh hưởng như thế nào đến dòng nhạc? Rồi, thường những dòng nhạc ví dụ như ballad này, nhạc trữ tình này, nhạc dân ca này, sẽ sử dụng vị trí âm thanh tự nhiên. Đó là vị trí âm thanh tốt nhất. Tại vì những cái dòng nhạc đó nó cần sự gần gũi, cần sự thân thiện và nó thật. Vậy nên chúng ta hãy dùng vị trí, đó chính là vị trí mà chúng ta đang nói. La. Đúng không? La. Nó rất bình thường. Còn vị trí thấp thì nó sẽ là dòng nhạc nào? Thường vị trí thấp chúng ta sẽ sử dụng cho nhạc thính phòng, nhạc đỏ. Những cái ca khúc mà cần có sự hùng hồn, cần có cái sự mạnh mẽ trong ca khúc thì nó sẽ sử dụng vị trí âm thanh như thấp này. Ví dụ Trường Sơn ơi, trên đường ta qua không một dấu chân người, có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác. Thì các bạn thấy âm thanh nó chìm không? Nó nằm ở vị trí này không? Trường Sơn. Còn khi bạn thả lỏng ra và hát với khẩu hình tự nhiên đó sẽ là Trường Sơn ơi, trên đường ta qua không một dấu chân người. Đó là vị trí âm thanh tự nhiên. Còn hát sâu vào Trường Sơn ơi, trên đường ta qua không một dấu chân người, thì đó là vị trí âm thanh dành cho nhạc đỏ. Nhạc đỏ là nó sâu hơn. Bình thường thì nó sẽ ở trên này. Đó. Còn khi mà một số bạn hát về nhạc opera, hát giả thanh thì đa số nó phía trên đỉnh đầu. Và nó là thiên về nhạc có kỹ thuật. Vậy thì mình không nói nhiều về nhạc có kỹ thuật. Tại vì đơn giản là mình
chỉ cho các bạn trên kênh của mình, nó cũng là gọi là nhạc bình dân, những cái dòng nhạc mà hầu hết chúng ta đều hát được. Vậy thì vấn đề mà nhạc có kỹ thuật thì các bạn muốn hát thì các bạn đi trường lớp hoặc là vào nhạc viện để học những cái đó, nó gọi là cái đẳng cấp nó khác hơn. Còn đối với mình thì mình cũng khuyên các bạn hát nhạc trữ tình, nhạc ballad hoặc là những cái nhạc gì mà nó dân ca, nó gần gũi, thì chúng ta hãy dùng âm thanh đó là âm thanh tự nhiên, chứ đừng có dùng những cái âm thanh mà nó khác đi tự nhiên quá thì người nghe sẽ cảm giác nó không hay và khó đi vào lòng người. Ok, vậy là ngày hôm nay Thuyết Quang đã chia sẻ cho các bạn biết về cái vị trí âm thanh có nghĩa là gì và nó ảnh hưởng đến dòng nhạc như thế nào. Vậy thì khi các bạn hát thì nên nhớ, đối với những dòng nhạc phổ thông bình thường, chúng ta hãy sử dụng cái vị trí âm thanh tự nhiên, đó là vị trí âm thanh tốt nhất mà chúng ta có thể truyền tải được nội dung của bài hát đến người nghe. Ok, chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo.